Chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống ở một thời đại mà trong đó, các thiết bị công nghệ đóng một vai trò hết sức quan trọng, góp phần làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng tiện lợi và thoải mái hơn. Bạn có thể chơi game hàng giờ liền mà không sợ chiếc smartphone của mình bị nóng, hay bạn có thể đem cả một chiếc máy giặt trong chuyến hành trình dã ngoại của mình. Thậm chí, bạn còn có thể làm việc với một chiếc máy tính xách tay có tới 3 màn hình. Nếu bạn đang thắc mắc liệu chúng có thật không, thì bây giờ chúng ta mời các bạn xem video về 8 món đồ giúp cuộc sống bạn tốt hơn. Thế giới hôm nay khẳng định sau khi xem xong, bạn sẽ mong ước rằng chúng có thể xuất hiện trong gia đình của mình. 8 món đồ giúp cuộc sống của bạn tốt hơn. 8. Leslie. Đây là một chiếc máy tính Leslie. Làm việc trên máy tính xách tay, đôi khi chúng ta không thể quản lý được toàn cảnh do kích thước màn hình nhỏ. Nhưng Leslie sẽ là một giải pháp hoàn hảo nếu bạn muốn có một không gian làm việc rộng hơn. Leslie là một thiết bị gắn vào mặt sau của màn hình máy tính xách tay của bạn thông qua USB và cung cấp 2 slide ở mỗi bên trượt ra để cung cấp thêm không gian màn hình cho máy tính xách tay của bạn. Chúng có khả năng xoay 180 độ để màn hình phụ có thể được điều chỉnh theo bất cứ điều gì bạn đang làm. Mặc dù nó tăng gấp 3 lần kích thước màn hình, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng gặp lại để vừa với ba lô hoặc cặp sách. Vì vậy, bạn có thể mang nó đến bất cứ nơi nào bạn tới. Leslie có sẵn các cấu hình 13 inch, 15 inch và 17 inch, được làm từ nhiều loại vật liệu với nhiều màu sắc khác nhau cho bạn lựa chọn. Nó tương thích với Windows và Mac, sử dụng công nghệ Display Link, cung cấp độ phân giải Full HD. Nó nặng 1,2 đến 1,8 kg, tùy thuộc vào kiểu máy, nhưng có thêm một chân đế để đảm bảo bạn có sự hỗ trợ phù hợp cho công việc hay chơi game giải trí. Khi nhắc tới máy giặt, chúng ta thường liên tưởng ngay đến một thiết bị to lớn, cồng kềnh và chỉ có thể đặt cố định ở nguồn cấp điện, nước. Chính vì vậy, việc tồn tại một chiếc máy giặt có thể vừa bỏ trong túi quần thật sự nghe rất hoang đường. Thật sự khó tin, nhưng ý tưởng về máy giặt bỏ túi đã được các nhà khoa học thực hiện hóa với Sony Shark. Để có thể thu nhỏ kích thước đến mức không tưởng, sản phẩm này đã sử dụng một nguyên lý hoàn toàn khác biệt với các mẫu máy giặt truyền thống để làm sạch quần áo. Cụ thể, thay vì một lồng giặt lớn chứa quần áo bên trong có thể quay, tạo ra xoáy nước, Sony Shark lại sử dụng công nghệ sóng siêu âm hết sức tân tiến để giặt đồ. Những việc bạn cần làm là cho trang phục bẩn của mình vào một chiếc chậu, đổ đầy nước, cho bộ phận phát sóng vào, thêm xà phòng và kích hoạt. Những luồng sóng siêu âm do Sony Shark phát ra sẽ làm xuất hiện hàng loạt các bóng khí có áp suất cực lớn. Chính chúng sẽ là vũ khí để chiếc máy giặt tí hon này có thể đánh bay mọi vết bẩn. Spray. Món đồ tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là chiếc loa định hướng nhỏ nhất thế giới Spray Stray. Nó sẽ khiến bạn tạm biệt tay ngay từ đây. Stray là sản phẩm kỹ thuật số được gây quỹ cộng đồng thành công gần đây. Nhà phát triển của nó là Cashflow, đến từ Samsung C-Lab. Sau khi trưng bày nguyên mẫu lần đầu vào năm 2017, cuối cùng nó đã chính thức ra mắt công chúng. Stray có thể là loa định hướng nhỏ nhất trên thế giới, nằm trong lòng bàn tay, nó thậm chí còn không che hết lòng bàn tay. Có một điều rất thú vị là chỉ khi bạn đứng trước Stray thì bạn mới có thể nghe được âm thanh. Nếu di chuyển tới vị trí khác, bạn sẽ không nghe được âm thanh nào. Về mặt sử dụng, so sánh với tai nghe không dây, Stray hiển nhiên không có áp lực đeo, dường như cũng không gây ra mỏi tai và tổn hại thính lực. Quan trọng nhất là trong một số tình huống, Stray giống như tai nghe và nó không làm phiền người khác. Tiếp theo danh sách hôm nay là một món đồ dành cho những tín đồ thời trang thích sự phá cách, độc đáo và đi kèm với công nghệ. Các bạn có muốn thay đổi chiếc vòng bằng vàng hai bạch kim của mình thành một chiếc vòng kỹ thuật số? Có thể cung cấp cho bạn nhiều tính năng như GPS cardio, tính toán khoảng cách, SMS, thông báo và truy cập vào mạng xã hội của bạn. Chắc chắn là đổi liền đúng không nào? Nhưng đáng tiếc, vòng đeo tay Bango này chỉ là bản concept, chưa được thương mại hóa, nên chúng ta đành chờ đợi vậy. Vòng đeo tay Bango được thiết kế liền mạch với màn hình OLED linh hoạt, có loa, mic, tính năng sạc không dây và dock hiển thị. Tất cả các thành phần này cho phép nó hoạt động hoàn hảo như một trợ lý cá nhân, giúp bạn cập nhật các thông báo và tin nhắn, trong khi vẫn đảm bảo mục đích truyền thống là đeo một món đồ trang sức. Tuy nhiên, đối với những người không ưa thích đồ trang sức lớn và táo bạo có thể thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên, nó lại mang đến những khả năng vô tận. Bạn sẽ không hối tiếc khi thay đổi sở thích thời trang của mình để phù hợp với chiếc vòng này.
4. Cooling Bag Holder. Có bạn nào là dân mê chơi game bằng điện thoại thì nên đầu tư thiết bị này để có thể chơi game được lâu hơn và bảo vệ chiếc điện thoại của mình lâu hơn với giá đỡ làm mát của Enox. Món đồ này sẽ giúp bạn làm mát điện thoại trong một thời gian ngắn khi chơi trò chơi, sử dụng TikTok, đọc tiểu thuyết hoặc watching các chương trình phim truyền hình, cho phép hiệu suất của CPU điện thoại di động ổn định để bạn có thể trải nghiệm tốt hơn. Thiết bị mới hoạt động dựa trên nguyên tắc làm lạnh cho bán dẫn với miếng silicon làm công cụ truyền nhiệt. Khi miếng làm mát điện thoại di động bắt đầu hoạt động, nó chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng nhiệt, sau đó chuyển đổi thành năng lượng lạnh thông qua miếng silicon, từ đó đạt được mục đích làm mát điện thoại. Theo nghiên cứu, Cooling Bag Holder có thể hạ nhiệt độ của điện thoại xuống từ 15 đến 20 độ trong nửa giờ. Trong khi đó, tấm làm mát khác trên thị trường sử dụng vòng quay của quạt để giảm nhiệt độ của điện thoại xuống chỉ từ 5 đến 10 độ trong nửa giờ. Ba, LW. Có lẽ đây là thiết bị cần thiết có mặt trong phòng tắm của mọi ngôi nhà của chúng ta, bởi thông thường khi dùng máy nóng lạnh, chúng ta chỉ có thể thử xem độ nóng của nước bằng cách rất thủ công là thử bằng tay, và tất nhiên nó cũng tiềm ẩn những nguy hiểm cho chính chúng ta và nhất là trẻ nhỏ. Nhưng với đồng hồ đo nhiệt độ nước màn hình LED LV, bạn sẽ không cần làm việc nguy hiểm này nữa. Với thiết kế đơn giản, gồm một màn hình LED chống nước xoay 360 độ để giúp bạn xem nhiệt độ tốt hơn. Đồng hồ hoạt động không cần pin, cài đặt nhanh chóng và dễ dàng mà không cần bất kỳ công cụ nào, phù hợp với vòi sen cầm tay. Cảm biến nhiệt độ có độ chính xác cao. Với thiết bị này, bạn có thể dễ dàng theo dõi nhiệt độ nước và có lựa chọn nhiệt độ nước tắm phù hợp với từng đối tượng, nhất là trẻ em trong gia đình mình. 2. Candle Heated Blue. Dù đất nước chúng ta không quá lạnh, nhưng thế giới hôm nay cũng muốn giới thiệu đến các bạn một món đồ khá thú vị. Đó chính là đôi găng tay Candle. Những đôi găng tay này có thể làm nóng đến 49 độ C. Chúng cũng có khả năng chống nước, thân thiện với màn hình cảm ứng, co giãn, nhẹ, thoáng khí và nhiều hơn nữa. Găng tay được trang bị lò sưởi bằng sợi carbon, phân phối nhiệt đều và có 3 cài đặt nhiệt. Pin lithium polymer có thể sạc lại và có thể kéo dài đến 6 giờ ở cài đặt nhiệt thấp nhất. Cài đặt cao và trung bình sẽ kéo dài tương ứng 3 đến 4 giờ. Găng tay Candle rất thoải mái và ấm áp. Chúng rất dễ làm sạch và có thể cho vào máy giặt. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đã tháo bộ pin của chúng. 1. Mini Tri Inflator. Đây là một chiếc máy bơm mini no size. Có lẽ máy bơm không dây không có gì mới mẻ với chúng ta, nhưng thường thì chúng khá cồng kềnh về kích thước lớn. Nắm được vấn đề này, nhóm kỹ sư và thiết kế sản phẩm đến từ Hồng Kông đã phát minh ra no size mini với kích thước vô cùng nhỏ. Thiết bị không chỉ bơm phồng mọi thứ từ quả banh cho đến bánh xe đạp và xe hơi, nó còn có kích thước và cách thức hoạt động vô cùng hay ho. Đây được xem là máy bơm nhỏ nhất và linh hoạt nhất. Nosha Mini chỉ dài 208mm và có đường kính 40mm, nặng 450g. Nosha Mini không có dây nên bạn không cần lo lắng về sự bất tiện mỗi khi cần sử dụng chúng. Nosha Mini được trang bị màn hình OLED với cảm ứng điện dung, một đồng hồ đo áp suất lớp và có chức năng tự động tắt khi đạt được áp suất mong muốn. Sản phẩm dự kiến được bán với giá thấp nhất là 49 USD, cái giá khá bình dân so với những công dụng tuyệt vời của nó. Các bạn có muốn một chiếc máy bơm mini thế này không? Video và các bạn có thể cho mọi người biết bạn thích nhất là thiết bị nào không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi người trong phần bình luận nhé. Nếu thích video, hãy like và share cho nhiều người cùng xem. Và các bạn cũng đừng quên follow kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.